Xin chào quý vị các bạn, shop bông audio tiếp tục về rất nhiều kệ máy để cho anh em để âm ly và CD. Tất cả là gỗ gõ đỏ, full gỗ gõ đỏ anh em nhé. Trên thị trường thì cũng có rất nhiều shop bán kệ, nhưng có rất nhiều shop sử dụng cái mặt mặt gỗ này, mặt trên này bằng gỗ công nghiệp rồi dán một lớp gỗ lạng lên trên, như vậy thì nó sẽ giúp giá thành nó giảm đi. Nhưng chúng ta khi dùng sử dụng lâu, khi chúng ta nhấc ra nhấc vào âm ly lâu thì nó sẽ bong lớp gỗ lạng lên và nó sẽ rất là xấu. Đặc biệt là những cái thời tiết mà nồm ẩm thì cái gỗ công nghiệp nó hút nhiều nước nở ra thì nó sẽ rất là xấu. Chúng ta mua giá thành ban đầu nó rẻ được 100-200 nghìn, nhưng sử dụng lâu dài nó sẽ không được bền. Nhất là với anh em nào mà rất hay thay đổi nâng cấp thiết bị thì chúng ta sẽ rút ra rút vào, nhấc ra nhấc vào nhiều, cái chân của âm ly và máy nó sẽ cọ xuống cái mặt gỗ này, dẫn đến là cái bong cái lớp gỗ lại và nó sẽ chật ra cái lớp gỗ công nghiệp, như vậy nó rất xấu. Chúng ta hãy lựa chọn cho mình cái sản phẩm nào xứng đáng với đồng tiền, đừng ham rẻ mà mua rồi để sau này không có thể thay đổi được nữa, chỉ sẽ có mất tiền oan thôi. Hiện tại thì một cái tầng kệ full gỗ gỗ đỏ như này shop Bá Hùng Audio bán với giá là 1.600.000 đồng, hàng chịu trọng tải tốt và có thể thêm bớt tầng rất là linh hoạt. Đấy, tất cả gỗ gỗ đỏ anh em nhé. Đợt này làm em đặt cái lô này sơn nó rất nhạt và màu vân gỗ rất nổi, rất là đẹp luôn. Này, đây, trong đây là mẫu. Khi chúng ta đặt thiết bị vào nó sẽ lên như này, rất là đẹp. Đó. Em lưu ý nhá, tất cả là full gỗ gõ đỏ này, không có gỗ công nghiệp này, nên là giá thành là 1.600.000 cả chân đinh. 1.600.000 một tầng cả chân đinh. Đó, chân đinh chén hứng đầy đủ. Còn những em mà thích nó giá thành rẻ hơn hay lựa chọn những cái mặt gỗ công nghiệp thì nó sẽ không được bền bằng những cái gỗ thịt như thế này. Đó, một số lưu ý kệ gỗ trên thị trường, anh em hãy chọn cho mình cái loại nào nó phù hợp. Cái loại của em là loại chân lắp liền luôn, cho nên nó sẽ rất chắc chắn, chắc hơn là những cái loại mà chân tháo rời. Chân tháo rời thì nó tiện, nó giảm cước cho những cái shop bán hàng khi vận chuyển, tiện cho chúng ta khi vận chuyển thôi. Nhưng khi mà lắp vào lâu ngày nó sẽ óng ẹo, nó không được chắc chắn như ở những cái kệ liền như thế này. Chính vì vậy thì cái kệ rời shop em không áp dụng, làm chỉ làm những cái dòng kệ liền như này thôi. Kệ rời chân thì cũng có rất nhiều nơi chào, nhưng mà do là nó không chắc chắn, em đã thử rồi. Bởi vì chúng ta để những cái thiết bị như thế này, đấy, anh em nhìn này, em để một cái hàng âm ly như thế này nó lên tới khoảng 2 tạ mà thoải mái luôn, thoải mái chồng lên nhau luôn. Đấy, những cái kệ mà chân tháo rời thì nó rất yếu, em đã thử lên rồi, để lên như này nó không có độ chắc chắn. Đó, này chúng ta có thể thấy không? Rất là chắc chắn luôn. Em để lên tầng như này nó phải rơi vào tầm cỡ 2 tạ một cái này. Đó. Đúng không ạ? Có khi là còn hơn nữa nhưng mà vẫn còn chắc chắn. Ok, anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với em Bà Hùng nhá. Số điện thoại là 0978 263 263, em có ship toàn quốc. Xin cảm ơn anh em.